Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: doanh nghiệp chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nội bộ. Tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn là biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 4 là ngày Thương hiệu Việt Nam. Năm nay, ngày Thương hiệu Việt Nam được tổ chức với khẩu hiệu định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu. Tại Thanh Hóa, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, xem đây là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. Gần 25 năm có mặt trên thị trường, cũng là từng ấy năm, tập đoàn VAS nỗ lực bền bỉ định vị thương hiệu VAS mang tầm quốc gia để vươn tới các thị trường quốc tế. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thương hiệu VAS được định vị dựa trên 4 yếu tố chính, đó là chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công nghệ sản xuất thép hiện đại hàng đầu thế giới, đảm bảo yếu tố môi trường xanh sạch trong sản xuất và đặc biệt là tôn chỉ hoạt động vững vàng tâm thép, đặt chữ tâm trong sản xuất kinh doanh. Tập đoàn VAS cũng là doanh nghiệp tiên phong triển khai quy mô thép xanh hàng đầu ở Việt Nam. Năm 2022, VAS đã vinh dự đạt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 3 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Các sản phẩm thép VAS đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Guatemala và mới đây nhất đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đối với VAS thì luôn xác định thương hiệu có một cái vai trò rất quan trọng để có thể phát triển sản phẩm của mình, để có thể được nhận diện trên thị trường, được nhận diện bởi người tiêu dùng và để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Và khi mà đã có cái giải thưởng về thương hiệu thép quốc gia của Việt Nam như vậy ấy, thì nó cũng là một cái sự công nhận, một cái sự khẳng định của thị trường đối với sản phẩm thép VAS. Thương hiệu được xem là tài sản vô hình và là yếu tố quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi giờ đây, người tiêu dùng rất quan tâm đến hình ảnh thương hiệu khi lựa chọn các sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà mình sử dụng. Thương hiệu doanh nghiệp càng tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao. Xác định rõ điều này, nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã đưa ra các chiến lược để xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó chú trọng đến những giá trị cốt lõi về chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, xây dựng bộ nhận diện, logo, hình ảnh sản phẩm, truyền thông marketing, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp thông qua các giá trị đóng góp, sự sẻ chia với cộng đồng xã hội. Đến nay, nhiều thương hiệu doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã và đang không ngừng lớn mạnh với các sản phẩm dịch vụ hàng hóa được người tiêu dùng đánh giá cao, được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như chất lượng quốc gia, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trước khi đi ra thị trường, khi cái muốn người ta biết đến thì thực sự mình phải biết, người ta phải biết thương hiệu là cái đầu tiên. Thì tôi lấy cái chất lượng làm hàng đầu. Đó là cái thứ hai, cái là đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Và thứ ba đó là cái chất lượng phục vụ đối với khách hàng. Đấy, từ đó thì mình tạo ra những cái hình ảnh, những cái ấn tượng đem lại cho người tiêu dùng cảm những cái gì người ta hài lòng nhất. Xây dựng và được một cái thương hiệu mạnh và thương hiệu có bản sắc riêng là cái mục đích và yêu cầu của VNPT Thanh Hóa, bởi vì nó đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn khẳng định cái sự vượt trội về chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ cho khách hàng, chủ động tham gia vào chiến lược chuyển đổi số và đã triển khai thành công nhiều cái dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đấy được khẳng định được cái vai trò và thương hiệu của VNPT Thanh Hóa. Theo Bộ Công Thương, năm 2022, Việt Nam có 172 doanh nghiệp với 325 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam hiện xếp thứ 32 trong top 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-2030 đã xác định mục tiêu 90% doanh nghiệp trên cả nước nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất kinh doanh. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, các bộ ngành địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc xây dựng thương hiệu không thể chỉ thực hiện được trong thời gian ngắn, mà đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những chiến lược đầu tư bài bản, phù hợp với đặc thù quy mô hoạt động, sản phẩm của từng đơn vị. Tỉnh Thanh Hóa có gần 280.000 hecta rừng trồng, chủ yếu là cây keo, luồng, xoan, lát. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến lâm sản, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân khu vực miền núi.
Để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu chế biến lâm sản, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã và đang định hướng cho các địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tập trung phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu cho tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng bền vững. Đến nay, Thanh Hóa có gần 200 doanh nghiệp và hơn 6.000 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động, góp phần nâng cao giá trị và phát triển bền vững kinh tế lâm nghiệp. Những năm gần đây, nghề nuôi ong mật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển cả về số lượng và chất lượng. Người dân đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong. Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có hơn 100.000 đàn ong mật, tập trung tại các huyện Hậu Lộc, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy. Mỗi năm, sản lượng mật ong đạt khoảng 175.000 lít, giá trị kinh tế khoảng 52 tỷ đồng. Một số địa phương đã định hướng và xây dựng sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh như mật ong Hưởng Hoa, mật ong Hoa rừng Yên Nhân, mật ong bốn mùa Hoa rừng Nguyên Chất Bình Sơn. Để phát triển bền vững nghề nuôi ong lấy mật, các địa phương đang khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi ong theo hướng trang trại, gia trại, thành lập các tổ hợp tác xã để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Giai đoạn 2021-2022, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã nông thôn mới nâng cao, 11 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt trên 50% mục tiêu đề ra. Trong 2 năm 2021-2022, nhân dân huyện Yên Định đã đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dân cũng đã tự nguyện hiến trên 6.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, hàng nghìn ngày công lao động tham gia thực hiện các tiêu chí của chương trình. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 61 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Năm 2023, huyện Yên Định phấn đấu có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã nâng cao, 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa sẽ về đích nông thôn mới. Huyện đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Công trình nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng trường mầm non xã Phú Lộc được thi công cuối năm 2022 với kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ cho chương trình nông thôn mới. Đến nay, công trình đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào sử dụng với 5 phòng hiệu bộ và văn phòng, 3 phòng chức năng, khu vui chơi cho trẻ. Đây cũng là nội dung của tiêu chí giáo dục giai đoạn 2021-2025, góp phần để xã Phú Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023 này là nhà trường phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thì được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp thì nhà trường được một cái dự án là khu hiệu bộ và các cái phòng chức năng. Đây là cũng là một động lực để cô và trò nhà trường phấn đấu để nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong địa bàn xã Phú Lộc nói riêng và huyện Hậu Lộc nói chung, và để phấn đấu cùng với huyện Hậu Lộc chúng ta xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã và các chương trình dự án, các địa phương trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã và đang triển khai nhiều công trình kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất, nhất là tại các địa phương nằm trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2023. Qua giả soát, trong năm, huyện và các xã sẽ hoàn thành hơn 20 công trình thuộc kết cấu nông thôn mới như trường học, nhà văn hóa đa năng, đường giao thông nông thôn. Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới huyện xã đã triển khai kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ sớm nhất. Từ các nguồn kinh phí này, các địa phương đã lồng ghép các dự án, huy động mọi nguồn lực, đồng thời hoàn tất các thủ tục thẩm định công trình, đấu mối với các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến đến 30 tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các công trình theo tiêu chí nông thôn mới. Theo kế hoạch, cái công trình này thì sẽ đưa vào sử dụng là 30 tháng 4 năm 2023. Đơn vị thi công cũng cố gắng là tập trung mọi nhân lực, máy móc, thiết bị, con người để tập trung để thi công cái công trình, để đưa cái công trình vào đúng tiến độ, đảm bảo được cái chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Huyện xác định là đối với các công trình là giao cho ban quản lý dự án đầu tư là xây dựng nhật ký thời gian và tiến độ các hạng mục đầu tư từng hạng mục một và giao ban hàng tháng một để xác định tiến độ, để đẩy nhanh tiến độ của đó. Thì huyện cũng tập trung chỉ đạo là để mời giao ban các nhà thầu lại và xác định là những cái giải pháp khó khăn, nhà thầu đang vướng mắc những nội dung gì để cần huyện tổ chức tháo gỡ, hay là nguồn lực thì huyện cũng dành các nguồn lực này cho các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông. Việc thi công các công trình hạ tầng nông thôn đòi hỏi nguồn kinh phí khá lớn, thời gian dài, trong khi nguồn lực tài chính của các địa phương còn hạn chế. Do vậy, huyện Hậu Lộc đang cùng các xã cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế,
Mục tiêu là hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng không có nợ động trong xây dựng cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục xanh giống với màu áo của lực lượng quy tắc đô thị phường đang thu tiền của những người bán hàng rong tại một khu chợ ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Vậy tiền mà người bán hàng phải nộp là tiền gì? Và vì sao dù không muốn nhưng họ vẫn phải chấp nhận nộp tiền? Bác bán cản đấy, người gì? Bác bán cản đấy. Bác bán cản đấy. 5 người lại một phiếu thì mỗi người 2 chục. Thế là một phiếu là một bữa đóng luôn, cũng 2 chục đó. 2 chục. Nếu cho mới đi thì chỉ có khách. Thật sự là đúng. Nói như chỉ cho còn không cho nào. Người đàn ông mặc áo màu xanh, trước ngực có gắn biển tên, trên tay áo có biển chữ quy tắc trật tự đô thị. Rất tự nhiên, người đàn ông này đi đến từng người bán hàng rong và đưa tay về phía họ. Những người bán hàng cũng không hỏi gì, lập tức rút tiền ra đưa cho người đàn ông. Mọi việc diễn ra nhanh chóng như một việc làm quen thuộc và hiển nhiên. Theo phản ánh của những người bán hàng rong thì mức thu không cố định, từ 10.000 đến 20.000 tùy vào số lượng hàng hóa nhiều hay ít. Mỗi người 10.000, người 20.000. Hầu như tất cả người bán hàng rong đều không phản đối việc thu tiền. Không chỉ vì họ đã thực hiện việc này trong thời gian dài nên coi đó là điều hiển nhiên, mà còn vì nếu không nộp tiền thì sẽ không được bán hàng. Ông đòi đây 10.000 cũng đưa, mà mình đưa 10.000 đấy cũng lấy, cứ đợi lần nào cũng thu. Ông ấy thu từng người, đưa bắt đi cân. Lần nào cũng thu, buổi sáng nhiều thì ông thu 20.000, buổi chiều ít thì ông thu 10.000. Cái cá cửa đây cũng vậy, mà cửa đường trên kia cũng vậy. Vẫn nhờ đây tí nào. Sau khi thu xong ở khu vực phía đông chợ, người đàn ông này tiếp tục di chuyển đến khu vực phía tây. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Vậy tiền mà những người bán hàng rong phải nộp là tiền gì? Số tiền này do ai quy định thu? Sau khi thu thì quản lý sử dụng như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ vấn đề trên. Quý 1 năm 2023, công tác nội chính phòng chống tham nhũng trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 1 năm 2023, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức doanh nghiệp được tăng cường. Các giải pháp phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đúng quy định. Các vụ việc vụ án được xử lý giải quyết sớm, ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh nên không xảy ra vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 92 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 42 cuộc, phát hiện sai phạm trên 16 tỷ đồng và 20.430 m² đất. Kiến nghị thu hồi 15,7 tỷ đồng, kiến nghị khác 322 triệu đồng và 20.430 m² đất. Cơ quan công an phát hiện khởi tố mới 4 vụ, 5 bị can về các tội danh tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp kiểm soát điều tra 16 vụ, 43 bị can, đã giải quyết 6 vụ, 28 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã phải xét xử 1 vụ, 3 bị cáo, 8 vụ, 31 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh khuyết điểm vi phạm của các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ năm học. Trong năm 2022, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiến hành một cuộc thanh tra hành chính về công tác tổ chức và quản lý nhà trường, tổ chức hoạt động giáo dục tại trường Trung học phổ thông Yên Định 2, huyện Yên Định và 23 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành gồm 9 cuộc thanh tra và 14 cuộc kiểm tra. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở đã tổ chức 3 cuộc thanh tra, 4 cuộc kiểm tra nội bộ. Tại những đơn vị được kiểm tra, phòng giáo dục và các nhà trường đã khẩn trương khắc phục, rút kinh nghiệm theo nội dung kết luận. Phòng giáo dục đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học. Thứ nhất là chúng tôi họp tất cả các quản lý của các đơn vị, thông báo kết luận và chỉ ra những cái ưu điểm, nhược điểm để chỉ đạo các đơn vị trường học khắc phục những cái hạn chế khó khăn. Cái việc thanh tra kiểm tra thường xuyên là một cái công việc mà nó giúp cho các nhà trường rất là thuận lợi trong cái việc mà thực hiện công tác quản lý cũng như là triển khai các cái hoạt động trong nhà trường, đặc biệt là cái công tác xã hội hóa giáo dục cũng như là việc thực hiện cái nhiệm vụ trong nhà trường. Bởi vì là qua thanh tra thì sẽ giúp cho các nhà trường chỉ ra được những cái tồn tại hạn chế, những cái ưu điểm để phát huy và những cái tồn tại hạn chế để rồi khắc phục. Kết quả thanh tra kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định của địa phương và hướng dẫn của ngành. Tuy nhiên, qua thanh kiểm tra ở các đơn vị vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều trường cơ sở vật chất còn khó khăn, đội ngũ giáo viên, nhân viên vừa thừa, vừa thiếu, không đồng bộ, hồ sơ công khai chưa đúng quy định, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ chưa đúng theo hướng dẫn, việc huy động xã hội hóa còn bất cập, việc thu chi quỹ cha mẹ học sinh chưa đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thanh toán giờ dạy cho giáo viên chưa chính xác, không có trường hợp nào phải xử lý vi phạm. Những cái nội dung mà của năm 22 chúng tôi còn thấy là tồn tại, chúng tôi tiếp tục là thanh tra những cái nội dung đó. Ví dụ như công tác là tổ chức dạy thêm học thêm ở các nhà trường, rồi là cũng kiểm tra, thanh tra xem là các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm hoạt động kỹ năng sống trên địa bàn của toàn tỉnh xem là hoạt động có hiệu quả hay không, có đúng theo hướng dẫn của ngành hay không. Và một cái nội dung nữa đó là công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất mà dưới sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra trong lĩnh vực này, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang chuyển mạnh từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý, tăng cường thanh tra đột xuất, trọng tâm thanh tra vào công tác quản lý, sử dụng thu chi ngoài ngân sách, việc thu đóng góp, xã hội hóa tại các cơ sở giáo dục và vấn đề dạy thêm, học thêm vốn là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và rất dễ phát sinh vi phạm tiêu cực. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại trong những ngày gần đây, ngành y tế đã đưa ra các khuyến cáo nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch. Trong đó nhấn mạnh tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe của người dân trước dịch bệnh. Điều đáng lo ngại là đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là với việc tiêm vaccine ở một bộ phận người dân. Từng là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả tỉnh về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19. Thế nhưng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều người dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân lại tỏ ra khá chủ quan. Vì vậy, hiện nay, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại, mũi bổ sung cho người dân thuộc các lứa tuổi ở địa phương này đang đạt rất thấp. Điều này khá đáng lo ngại trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng. Trong ngày 18 tháng 4, cả nước có 1.522 ca mắc mới, riêng tỉnh Thanh Hóa có 31 ca. Hiện nay là cái tiêm nhắc lại lần 2 cho các cái đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì mới chỉ đạt dưới 50%. Thì cái nguyên nhân cũng do là tình hình dịch bệnh thì cũng có chiều hướng thuyên giảm. Và cho nên là đối tượng cũng lơi là trong vấn đề tiêm chủng. Chu kỳ tiêm vaccine và cái khả năng kháng bệnh nó đã giảm xuống rất nhiều theo thời gian. Và hiện nay thì việc tiêm các mũi nhắc lại, mũi tăng cường là hết sức quan trọng. Cho nên là huyện Thọ Xuân cũng đã rà soát các đối tượng trong cái diện tiêm và lịch tiêm để tăng cường cái tuyên truyền, làm cho người dân hiểu và chủ động việc tiêm phòng. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trong tỉnh. Cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát, mắc COVID-19 chỉ như cảm cúm thông thường, tiêm 2-3 mũi vaccine là đủ để phòng dịch COVID-19. Nên rất nhiều người đã chủ quan, từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại khi đến lịch. Toàn tỉnh có hơn 2,1 triệu người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1, nhưng chỉ có gần 680.000 người tiêm mũi nhắc lại lần 2, chưa được 30%. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 cũng chỉ đạt 89,9%. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại là có, và nguy cơ cũng khá là cao đối với địa bàn Thanh Hóa. Chính vì vậy là cái công tác phòng ngừa và truyền thông cho người dân là hết sức quan trọng, đặc biệt là truyền thông về tiếp tục duy trì và tăng cường cái tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại, tiêm tăng cường cho các đối tượng yếu thế như đối tượng người cao tuổi, bà mẹ mang thai, trẻ nhỏ và những người có cái bệnh mãn tính. Thực tế, công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua cho thấy cả trong đỉnh dịch hay khi dịch bệnh được kiểm soát thì vaccine vẫn là lá chắn phòng dịch hiệu quả. Vaccine phòng COVID-19 sẽ tạo kháng thể trong khoảng thời gian nhất định để cơ thể phòng ngừa được tác nhân gây bệnh. Kháng thể này sẽ giảm dần sau từ 3-4 tháng, vì vậy cần phải tiêm mũi nhắc lại để duy trì khả năng phòng bệnh khi có virus xâm nhập. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, các địa phương đơn vị phải quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động để người dân hiểu đúng và chủ động phối hợp tiêm vaccine phòng COVID-19, các mũi cơ bản và nhắc lại. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại,
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tăng cường huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát triệt để, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là đối với các nhóm có nguy cơ cao. Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời tăng cường rà soát đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nêu rõ biện pháp, điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo nghị định, dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác nếu có, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm chết hoặc mất tích, giới tính, nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh của cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình, cha mẹ con cái, thông tin về tài khoản số của cá nhân, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm một, biện pháp quản lý do tổ chức cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện. 2. Biện pháp kỹ thuật do tổ chức cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện. 3. Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan. 4. Biện pháp điều tra tố tụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 5. Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nghị định cũng quy định cụ thể về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, điều kiện đảm bảo hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng và các hãng hàng không ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức cá nhân, tự xưng là đại lý của hãng hàng không. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức. Sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được điều này khi đến sân bay. Do đó, để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ, Tết, các hãng hàng không khuyến cáo khách hàng cần mua vé trên kênh chính thức của các hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm để thực hiện các hành vi trục lợi. Để tiếp tục nâng cao công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, từng bước khắc phục triệt để những tồn tại vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời kịp thời ngăn ngừa các hành vi lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi, gây mất an ninh trật tự, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trung tâm đăng kiểm, tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký lịch đặt đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các trung tâm đăng kiểm dẫn đến ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông cục bộ. Đặc biệt đề nghị các địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, nhất là việc các tổ chức cá nhân lợi dụng việc ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm để thực hiện các hành vi trục lợi. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông. Trường hợp phát hiện các sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan, yêu cầu tăng cường các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá phí dịch vụ tại bến xe, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các sở giao thông vận tải quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 47, đoạn qua xóm 1 xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn thường xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng do tình trạng trợ cóc hình thành trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aleron chi nhánh Triệu Sơn. Trợ cóc này hoạt động đã nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cứ khoảng 16 giờ hàng ngày, khi công nhân công ty trách nhiệm hạn giày Aleron chi nhánh Triệu Sơn chuẩn bị tan ca, các tiểu thương người dân trong vùng bắt đầu mang thịt cá, rau củ quả bày bán ngang dọc tuyến quốc lộ. Người mua kẻ bán tấp nập, xe cộ tràn ra, lấn chiếm gần hết đường giao thông, khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng ách tắc, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển qua địa bàn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng của huyện Triệu Sơn đã nhiều lần ra quân giải tỏa chỗ cóc này, song đến nay tình trạng này vẫn như ném đá ao bèo. Khi có mặt lực lượng chức năng, những người buôn bán thu dọn vào trong, khi lực lượng chức năng vừa đi khỏi lại bày hàng hóa ra ngoài. Chính quyền cấp huyện thì cũng đã tổ chức, tức là có cái cam kết và thường xuyên có những đội an ninh trật tự, đội tự quản và công an cũng đã tổ chức dọn, tức là làm về cái an ninh trật tự này rất nhiều. Thì cái này thì ủy ban dân cũng đã có nhiều cái phương án để trình, trong đó là xin phép để mở các cái tuyến đường kết nối để giảm tải cho cái đoạn công ty này. Nguyên nhân chính khiến lực lượng chức năng của huyện dù tổ chức rất nhiều đợt ra quân giải tỏa nhưng chợ cóc trước cổng công ty giày Aleron vẫn hoạt động là do nhu cầu của người lao động trong công ty rất lớn. Cũng vì vậy, nhiều người bán hàng vẫn bất chấp nguy hiểm chiếm dụng vỉa hè, thậm chí lòng đường để bán hàng. Huyện đã thứ nhất là cũng thường xuyên chỉ đạo các cái ngành như công an huyện, rồi xã Thọ Dân thường xuyên là phải tuần tra kiểm soát. Ngoài ra thì có hỗ trợ xã một phần kinh phí từ cái kinh phí của Ban An toàn giao thông để lắp camera, rồi xây dựng các cái lưới B40 để ngăn các cái vỉa hè đường để cho các người dân không thể bán hàng ở trên đấy được. Về lâu dài thì huyện sẽ có một kế hoạch để xây dựng cái tuyến đường mới phía sau công ty Anna để giảm bớt cái lưu lượng của lực lượng công nhân tham gia cái quốc lộ 47, từng bước là tuyên truyền cho các cái hộ dân di chuyển vào cái phía đằng sau của công ty Anna để bán hàng. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra, tuy nhiên trước mắt chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn trong việc giải tỏa, ngăn chặn họp chợ nguy hiểm tại khu vực này, đồng thời nhanh chóng bố trí khu vực họp chợ khác đảm bảo nhu cầu mua bán của người dân, từ đó chấm dứt triệt để tình trạng họp chợ cóc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 47. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.